Đây là chuyên án ma túy đặc biệt nguy hiểm có khối lượng heroin bị thu giữ lớn không chỉ trên địa bàn tỉnh Điện Biên mà liên quan nhiều tỉnh và xuyên quốc gia. Vào khoảng 12 giờ 0 phút ngày 9 tháng 11 năm 2019, tại bản Na Tông, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát đấu thầu trái phiếu về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và đồn biên phòng Mường Nhà Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên phá chuyên án bắt quả tang hai đối tượng, Thào A Bình 1991, trú tại bản Gia Phú Bờ, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là đối tượng cầm đầu, và Thào A Chứ 1988, trú tại bản Mí Hán Tổ Chữ, xã Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 220 bánh heroin khối lượng 77 kg, 2 xe ô tô, 1 xe máy, 4 điện thoại di động và nhiều vật chứng khác có liên quan. Quá trình phá án, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt lại lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, các đối tượng đã bị khống chế, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt. Đối tượng Thào A Bình. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ Lào, vận chuyển vào Việt Nam và đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ thì bị lực lượng công an Điện Biên phát hiện, bắt giữ. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã cải tạo, gia cố sàn xe ô tô, tạo khoang bí mật để cất giấu ma túy. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng đường dây xử lý theo quy định pháp luật. Đối tượng Thào A Chứ. Đây là chuyên án ma túy lớn xuyên quốc gia, nhiều đối tượng tham gia với phương thức thủ đoạn tinh vi, nên tập thể ban giám đốc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triệt phá thành công chuyên án, đảm bảo an toàn.